Sắp đến sinh nhật tôi rồi, mọi người hãy cùng tôi điểm lại sinh nhật của tôi trong những năm vừa qua. Trước tiên sẽ là sinh nhật năm 2016. Tiếp theo là sinh nhật tôi năm 2017. Cái này nó bằng thiết hết ta, nó cũng cứng cháp luôn chứ. Điều này cũng hay chứ. Không thể nó làm mỗi một cái chữ là một cái bánh khác nhau thì nó hấp dẫn hơn. Đẹp quá, nhưng mà chữ đẹp quá, nhưng mà nó nhìn ra trừng này chị ạ. À, cái này của ai đây? Kem của anh Tuấn à? Đám được cái da hôi gì? Đã ăn nó ho á. Sinh nhật tôi năm 2018. Sinh nhật tôi năm 2019. Cảm ơn bài nói. Tiếp theo là sinh nhật tôi năm 2020. Mà không có gì, cũng gửi cháu của ít năm rồi có chút thôi, để cháu để dành, hay là cháu muốn mà làm gì đó thì tùy cháu. Rồi. Dạ, cảm ơn bà nội. Rồi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi hỏi đây. Hey, ba. Hỏi đây, hỏi đây, đây hỏi đây đi. Rồi, tiếp theo là sinh nhật tôi năm 2021. Xin cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Thảo Loan đã tặng bánh sinh nhật cho em. Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng sinh nhật tôi, dù bằng lời nói hay bằng tin nhắn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Nguyễn Quốc Đạt Vlog. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2021, là ngày sinh nhật thứ 18 của tôi. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng nghe những lời chúc mừng sinh nhật mà bà nội dành cho tôi. Rồi, nói đi, nói đi, nói đi. Hôm nay là 27 tháng 3 2021 là ngày sinh nhật của cháu. Đúng 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất. Bà nội cũng chúc mừng sinh nhật cháu, sức khỏe, bạn sự bạn điều như ý.
Dạ cảm ơn bà nội. Là cái lòng ít. Dạ cảm ơn bà nội. Dạ.